Đây là cái dây nguồn làm riêng cho hãng Samsung. Đầu này là đầu C13, hay dùng trong máy tính, máy in, nồi cơm điện, sắc thuốc các thứ, rất nhiều thứ dùng đến cái dây nguồn này. Và cái dây này là có cái đặc điểm là hai đầu đều đầu gập, tránh bị vướng víu và bị gãy cái cổ dây. Phích cắm là ba chân chuẩn bị cắm được đa phần các cái ổ cắm bây giờ, ba chân nó sẽ chắc chắn hơn. Của hãng Longwell, chuyên làm dây nguồn chất lượng cao. Dây dài 2 mét, chung là khá thoải mái, chất lượng tốt.